nghiệp, về marketing, về bán hàng, cách đàm phán, về cái cách xây dựng đội ngũ, cái cách làm sao mà để chúng ta có được nhiều khách hàng, cái cách làm sao để tăng cái doanh thu lên, cách làm sao để chúng ta chăm sóc khách hàng cho nó phù hợp. Cái phong trào khởi nghiệp nó đến khắp mọi miền đất nước đúng không? Nó đến từ đâu? Nhưng mà chúng ta phải nhận diện ra, hôm nay mình nói về một cái góc độ khác, chúng ta phải nhận diện ra, chúng ta phải khoét sâu được. Có nhiều bạn, các bạn làm văn phòng, các bạn đi làm công nhiều năm, các bạn rất là đam mê khởi nghiệp, rồi tự nhiên các bạn đi nghe một cái hội thảo gì đó, một cái event gì đó là tự nhiên các bạn hứng khởi lên. Các bạn nói là để làm giàu thì phải gì? Đời thay đổi khi ta thay đổi. Bắt đầu từ đây chúng ta phải thay đổi. Rất là máu lửa. Có những bạn thì như thế nào? Dân nông thôn thì rút ra tức là Facebook là hãy làm vùng quê của chúng ta giàu có lên. Hãy thay đổi ngành nông nghiệp của chúng ta. Tức là các bạn được truyền cảm hứng á. Điều đó tốt chứ không có gì không tốt. Có những bạn đọc sách về Steve Jobs, đọc Bill Gates, về nhà quyết định gì? Bán cái xe máy của mình, xe đạp cũ của mình để đi ra khởi nghiệp. Tại vì thấy người ta khởi nghiệp từ cái gì? Từ cái gara, từ cái hầm mà. Đọc những cái câu chuyện nó làm cho các bạn truyền cảm hứng. Và khi các bạn truyền cảm hứng quá, các bạn quên đi một cái thực tế khởi nghiệp. Thì hôm nay muốn nói cho chúng ta rằng là đừng cứ bị đẩy cao tinh thần quá mà quên đi cái một cái thực tế. Ok. Có những người như thế nào đọc sách đâu đó, đọc cái status đâu đó, nghe là người thông minh làm công cho giấc mơ của người khác, kẻ ngu ngốc biết đánh đổi giấc mơ cho người khác. Ok mà. Tức là ý là nói là người làm công là rất là thông minh mà đi lại đi xây dựng ước mơ cho ông chủ. Rồi ok mà, có những người chủ không có thông minh nhưng mà họ lại biết lấy cái giấc mơ của người khác. Và thế là các bạn gì? Quyết định ra khởi nghiệp, quyết định không đi xây dựng giấc mơ cho người khác. Nó không phải vậy đâu. Mình ra khởi nghiệp là vì cái cuộc đời của mình. Mình đừng có trách cứ ai hết. Mình tập trung vào cái hành trình của mình thôi. Mình không có được cổ xí rằng tại sao mình phải đi xây dựng giấc mơ cho người khác. Không phải nó như vậy. Mình thấy rằng là mình có đam mê với khởi nghiệp, mình có đam mê với hành trình kinh doanh, thì mình ra thôi, chứ mình không có nói rằng là bao nhiêu nay em đi xây dựng giấc mơ cho ông chủ theo một cái cách rất là gì, rất là giận dữ, thì không nên. Mình thì mình có cái công đoạn gì, làm công cho doanh nghiệp nước ngoài 11 tháng và mình mãi mãi mình nhớ cái công đoạn đó, mình rất là cảm ơn. Cái doanh nghiệp của mình họ đã gì, họ đã chịu sai sót, họ đã chịu những cái sai lầm của mình và những ngày đầu mình tập trung mình vào, nhờ đó mà mình học hỏi những cái kinh nghiệm, mang ơn không hết. Chúng ta đừng có nói những cái câu mà theo cái kiểu mà trách móc. Chúng ta phải nhận diện ra một vấn đề rằng là chúng ta có muốn chọn cái con đường làm kinh doanh hay không, chúng ta có yêu quý cái con đường làm chủ hay không, chúng ta đã chọn nó đi hết cái hành trình cuộc đời hay không, chứ chúng ta không có được trách móc, không có được đổ thừa, không có được nói rằng là chúng ta đang đi xây dựng giấc mơ cho người khác. Không, một người làm chủ chân chính chúng ta không nên có những cái cách thức nó như vậy. Và thế là có những bạn như thế nào khi các bạn có một cái gì như vậy đó là gì, bạn như thế nào, bạn vứt hết, nghỉ việc, khởi nghiệp, ra khởi nghiệp, vứt đó. Và bây giờ bạn không tin, lên Google các bạn gõ cái từ khởi nghiệp, lên Facebook các bạn gõ cái từ khởi nghiệp, thì gì vậy? Hàng trăm bài viết nè, hàng trăm khóa học đào tạo khởi nghiệp, nào là kinh doanh gì để nhanh giàu, nào là cách kinh làm giàu trên Shopee,
nào là cách làm giàu trên Facebook, wow, cách làm giàu Internet, nói chung là thượng vàng hạ cáp. Tất nhiên trong đó nó cũng có đầy những người gì, những người họ làm việc rất là tâm huyết, họ chia sẻ rất là tâm huyết với cái thế hệ khởi nghiệp, đúng. Nhưng có những gì có những gọi là những cái tích câu like câu view, những cái khóa học câu like câu view hàng ngàn hết. Thời đại này là tìm kiếm thông tin nó không có khó, thời đại này sàng lọc thông tin nó mới khó hơn. Thóc ngô lẫn lộn, vô cùng lẫn lộn, và cái sự thiệt hại nó sẽ rớt vào những cái người gì những người người ta gọi là những người ngố, những người ngố trong khởi nghiệp. Các bạn có hiểu những người ngố trong khởi nghiệp không? Là các bạn mới tập tờ vào khởi nghiệp, các bạn rất là ngố, các bạn không hiểu gì hết, và cái thế là các bạn bị dắt mũi. Cái đó là người ta gọi là những người ngố trong khởi nghiệp. Thường thường là chúng ta mới tham gia vào lĩnh vực gì á thì chúng ta như thế nào? Chúng ta rất là ngố, bởi vì chúng ta chưa có kinh nghiệm, bởi vì chúng ta thiếu thông tin, bởi vì chúng ta chưa có kiến thức. Thậm chí có những bạn thì cái khả năng quyết định và nhận thức của bạn rất là chuẩn, nhưng mà có những bạn thì các bạn cái khả năng đó các bạn phải chậm, các bạn phải cần một thời gian dài nữa. Hình dung chưa? Thì đó là gọi là những cái người ngố, nghĩa là mình mới ra là mình rất là ngố, mà mới ra mà ngố quá nên là năng lượng bạn nó kinh quá, cái tinh thần khởi nghiệp bất chấp, nó dẫn đến bạn mất tiền nó lớn quá, rồi nó dẫn đến bạn lâm cảnh nợ nần, nó dẫn đến bạn mất uy tín, bạn mất niềm tin vào bản thân, thất bại nó lớn quá mà mấy năm sau bạn mới phục hồi lại được thì nó lãng phí đi cái thời gian của tuổi trẻ. Thậm chí có những bạn cái hậu quả nó lớn quá, cái nó làm cho bạn gì, khó bắt đầu lại, đâm ra nó đi lãng phí cái tài năng của bạn đi, xã hội lãng phí tài năng của bạn, lãng phí bởi vì bạn bị gì, bạn bị cao quá mà trong khi bạn chưa có một cái khái niệm gì về khởi nghiệp, chưa biết gì về khởi nghiệp, bạn lao vào như con thiêu thân vậy đó. Và đâm ra cái cú té nó nặng quá. Đó, vừa rồi là mình nói cái hiện trạng. Bạn hãy đọc những cái câu thất bại là mẹ của thành công, nên là chừng cuối cùng là lao ra làm và mất cái sự kiểm soát. Hoặc là hãy nói cái câu là Edison tới 10.000 lần thất bại thì mới phát minh ra bóng đèn. Nên các bạn cứ như thế nào các bạn sẵn sàng thất bại, và thế là các bạn lao vào những cái vòng luẩn quẩn. Ok mà. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn ra thị trường, các bạn thấy không? Có nhiều người cứ lao như con thiêu thân, lao như vậy á. Mình có một người bạn cách đây khoảng 7-8 năm trước, cũng do mình bạn thân với bạn nên là bạn không có học mình, bạn không có học, rồi bạn đi học những người khác. Nhưng mà về khởi nghiệp á thì phải đi học mình, đúng không? Bạn nào mà khởi nghiệp là các bạn phải học mình. Nhưng mà bạn học những người khác thì người ta chủ yếu là người ta đi vào cái làm giàu, rồi sau khi bạn học những khóa đó thì bạn mê làm diễn giả, tức là bạn đầu tư những cái lớp để bạn làm diễn giả. Thì học xong những cái lớp đó là tổng tiền của bạn mất đâu khoảng gần 1 tỷ. Rồi bắt đầu về buông ra để làm diễn giả thì do cái kinh phí không có đủ nên phải bán nhà bán cửa để mà tập trung làm diễn giả. Rồi chừng cuối cùng bây giờ thì nghỉ rồi, bây giờ thì tan gia bại sản rồi, ở trọ rồi, ra ở trọ rồi. Cách đây 1 năm là mình biết, tại vì bạn thất bại, cái bạn không có chơi, bạn không có tương tác với mình nhiều, ở trọ ở Thủ Đức, có vợ có con rồi các bạn. Thì mình đặt những cái trường hợp đó là mình gọi là những người ngáo ra khởi nghiệp. Nguyên nhân cốt lõi là cái gì? Là những cái người đó họ cần phải đi chậm lại. Cái tinh thần của họ thì tốt. Và hôm nay mình muốn gửi các bạn cái thông điệp, cái kiểu nó như vậy nè. Các bạn nó giống như một trong cái cuộc đua. Các bạn thấy chưa? Trong cái cuộc chạy thì với lúc đầu là như nhau hết, nhưng mà các bạn thấy không có những người họ chạy 1, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng đối họ nó rất là bình thường, nó không có cái gì hết đó. Nhưng mà có người mà chạy một hồi là bắt đầu họ phải chạy chậm hơn, họ chạy nhanh lên không có được, tại cái sức khỏe họ nó không có tốt. Các bạn phải nhận ra chính các bạn là có người có thể là đi tốc độ nhanh được không, hay đi tốc độ vừa vừa, hay đi tốc độ chậm chậm, hoặc là có thể là bạn như thế nào, bạn đi bộ trong một cái cuộc đi bao giờ vậy, trong một cái lớp học các bạn thấy không, bất kỳ một cái gì cũng như vậy, lúc đầu vô là như nhau, nhưng cứ theo thời gian là bắt đầu nó phân cấp ra.
nó phân cấp ra. À, và trong trong cái cuộc đua khởi nghiệp đó, đi ra khởi nghiệp nó không giống như trong một cái lớp học. Tại vì trong một cái lớp học anh văn á là nó kéo dài ra, nên ông thầy giáo ông sẽ biết được bạn nào học nhanh, bạn nào học trễ, học yếu hơn, nên là bắt đầu ổng có cái cách dạy, ổng bút những cái bạn học trễ, những bạn học chậm hơn, những bạn học nhanh thì ổng cho cái bài tập nó khó hơn. Nhưng mà trong cái cuộc chơi khởi nghiệp á, là phía sau bạn không có cái ông mentor nào hết. Đi tới một cái lớp 1-2 ngày học, lên năng lượng, rồi chứ cuối cùng như thế nào à? Về là bạn tự suy nghĩ, bạn tự quyết định, là chừng cuối cùng bạn hụt hơi. Bạn nào mà cảm giác mình rất là yếu thì bắt buộc bạn phải đi chậm, và bạn đi theo công thức bước 1 là gì? Bước 1 cái do này là bạn phải đi theo một ai đó. Chứ còn bạn mà vội vội vã vã là bạn mất hết á. Bạn thấy một người nào đó họ làm chủ rồi. Bạn như thế nào à? Bạn xin đi, bạn nói là anh ơi cho em đi theo, em phụ giúp anh. Thậm chí nếu bạn có tài chánh thì bạn không cần lương bổng gì hết. Không cần lơ bổng, y như là một người trợ lý, y như là một người để cho người ta sai vặt vậy đó. Các bạn cứ đi theo những bạn nó trực lớp của mình, những em nó trực lớp của mình. Nào mà tới văn phòng BTD như thế, các bạn thấy những em nó trực lớp của mình đó, là những bạn đó gần như là nó đi theo mình. Và nó y như rằng các bạn không, những em đó, đứa nào mà nó theo mình một năm á, mà nó nôn nóng quá mà nó ra, hồi giờ mấy bạn mà trực lớp của mình á, trực lớp là nó phụ mình các bạn. Đứa nào mà nó một năm mà nó ra là gần như là nó ra một hồi là nó khởi nghiệp một hồi là nó té. Bạn nào mà thấy đứa nào nó trực lớp mà nó đi từ 2 đến 3 năm là đứa đó nó ra nó làm ngon kinh khủng. Và có những đứa bây giờ nó giàu không thể tưởng. Có những bạn nó nôn nóng lắm, có những bạn nó vô trực lớp đâu có 3 tháng à, nó thấy rất là nhiều người ra khởi nghiệp có là ra, thì mấy đứa đó gần như là nó cũng đâu ra 3-4 tháng là nó tiêu mất. Có những bạn nó 1 năm cái nó nôn nóng nó chịu không nổi. Mình khuyên mình biết là tụi em mà trực lớp với anh là thế nào tụi em cũng ra làm chủ, nhưng các em phải bình tĩnh. Khi các bạn trước khi đi theo một ai đó là các bạn phải có kiến thức. Các mình ví dụ cái câu chuyện của các em cho nó được tuyển dụng đàng hoàng, trả lương bổng đàng hoàng. Những năm qua giống như bạn Trần Nhật Tâm có rất là nhiều người xin đi theo mình, nhưng mà cái khả năng làm việc và nguồn của mình nó rất là lớn, nên là mình thiếu vị trí nào thì mình tuyển cái vị trí đó, mình trả lương bổng rất là bình thường. Ý ở đây là cái người đó đáp ứng cái vị trí đó thì mình mới tuyển. Nhưng mà ở B nó có cái module rồi, các bạn vẫn đi theo được mà. Lớp học tầng 1, lớp học tầng 2, lớp học tầng 3 các bạn theo mình. Nhưng mà trước khi đi theo là chúng ta phải có kiến thức của một người làm chủ vững vàng. Chứ chúng ta mà chưa có kiến thức làm chủ vững vàng mà chúng ta đi theo của người ta thì cũng trớ quất. Không có gì bị vội hết. Cứ đi bước 1, bước 2, bước 3. Ví dụ như là các bạn có kiến thức làm kinh doanh rồi thì các bạn mới đi theo. Ví dụ là nhưng các bạn mà có kiến thức kinh doanh của ông chủ rồi mà các bạn đi theo một ông bán phở thì bạn sẽ nhìn ra được cái cách tổ chức điều hành, cái cách vận hành, ok mà, cái cách làm sao để có khách hàng, cái cách làm sao để tổ chức cái bếp, các bạn gần như là bạn nắm được tổng quan hết. Bạn nào mà có kiến thức kinh doanh rồi thì mình nói là nên đi theo 1 năm đến 1,5 năm. Bước thứ hai là học theo là làm sao thì chúng ta phải học theo gì? Bước đầu tiên là chúng ta học theo cái tính cách của họ. Ví dụ là sáng họ làm cái việc gì, trưa họ làm cái việc gì, chiều họ làm cái việc gì, cái cách họ giao việc nó như thế nào, cái cách họ họp hành nhân viên như thế nào, họ có dùng họ dùng máy tính họ tính toán hay họ hay dùng sổ tay họ ghi chép. Cái đó được gọi là học theo. Bạn nào đi chậm là các bạn phải dùng cái theo cái công thức đó, học theo, đi theo rồi học theo. Một bạn nó trực lớp mà nó rất là khôn ngoan, mà đó là giờ nó giàu lắm, nhà nó có biệt thự luôn rồi các bạn. Nó sinh viên năm 3, nó đến nó học cái lớp 3 giờ của mình, sau đó nó đăng ký nó học cái lớp làm chủ doanh nghiệp. Nó học đâu đó rất là đàng hoàng, hồi đó nó là sinh viên năm 3. Cho em xin thầy có cái công việc nào không, cho em xin em phụ thầy. Lúc đó thì mình như thế nào, mình không có cần nhan sự, nhưng mà thấy cái đứa này nó thật tình,
nên là mình kêu ok, khi nào mà mình thiếu người thì mình sẽ nhắn cho em. À, thì đâu đó vài tháng sau á là cái bạn trực lớp cũ nó nghỉ, nên là cần tuyển một bạn trực lớp, mình mới được nhớ cái bạn này. À, mình mua áo nó đi, thì nó tới nó trực lớp. À, mà nó rất là hay. Ngoài cái giờ trực lớp á, thì nó hay nói mình, nó là thầy ban ngày hay là giờ trong tuần mà thầy đi đâu á là thầy hú em một cái, thầy nhắn trước cho em khoảng nửa ngày hay một ngày gì đó là em sẽ sắp xếp em chở thầy đi. À, mình báo nó là nó sắp xếp nó tới, thậm chí nó bỏ học luôn nó chở mình đi, và lúc nó chở mình đi là nó rất là khôn của bạn. Và đó là lý do vì sao giờ nó rất là khá giả, nó rất là khôn. À, nó hỏi mình, à, nó hỏi cái đợt đó là nền kinh tế nó cũng xuống gần giống như cái đợt này là đợt năm 2010-11 qua 12 đó. Nó hỏi nền kinh tế xuống như vậy thì mình phải làm nó như thế nào. À, rồi như một cái cửa hàng như vậy á, nó bán như vậy thì chúng ta có nên mua lại hay không. Nó hỏi mình những câu rất là khôn của bạn, khôn lắm, nghĩa là cái tư duy nó tập trung vào, nó là chủ đó. Thì nó trực lớp mình 3 năm sau, nó học theo cái tính cách của mình. À, sau đó cái bắt đầu nó ra gì, nó cái việc nó khởi nghiệp đầu tiên là nó về ngay chỗ chợ Tân Bình á, nó đón cái dòng khách người ta chuyên lấy hàng thời trang á, chợ sỉ ở Tân Bình á, nó phục vụ tốt cái dòng khách đó. À, và bây giờ thì nó giàu lắm rồi. À, bây giờ nó có cả biệt thự luôn rồi, nó giàu lắm. Là đó là khôn ngoan. Sau này có một bạn nó cũng rất là khôn ngoan. À, bạn đó là mỗi lúc mà mình chạy ra là bạn luôn xung phong là chở mình về. Tại vì buổi chiều tối mình đi dạy là mình hay đi ráp Uber, nên là tối về nó nói thôi thầy khỏi bút ráp bút Uber đi, để em chở về cho. Nó chở về lúc nào nó chở về là nó cũng tâm sự, nó muốn hỏi đó, ok mà. Thì cái đó cái bước 2 được gọi là học theo. Rồi cái bước 3 là gì? Làm theo. Tức là chúng ta phải bắt chước từng bước nhỏ vậy đó để chúng ta quen. Ví dụ như là mình thì hay có những cái chương trình ở bên ngoài, những cái chương trình ở bên ngoài như chương trình Leadership ở Vũng Tàu, cái chương trình ở Vịnh Văn Phong, ok mà. Thì những bạn đó là nó luôn luôn nó làm theo mình, hoặc là cả chương trình ở bên Singapore, nó cũng cái chương trình Singapore thì tụi nó phải tự đóng tiền, tụi nó đi luôn, nó đi theo mình luôn. Và nó làm theo những cái quy trình của mình, nó bắt chước, nó làm theo để nó quen đi. Là mình phải làm theo từng bước vậy đó. Rồi sau đó mình cảm giác mình rành rồi á, bước thứ tư là làm thay. Mình cảm giác mình rành, mình tự tin rồi đó, thì mình xin cái ông chủ đó, mình xin cái người mà mình đi theo đó là như thế nào cho em làm thay cái vị trí đó đi. Tập làm thay, mình tập làm gì? Làm trưởng cái cửa hàng đó. Tập làm đảm đương cái công việc đó, thậm chí không có cần lương bổng gì hết. Mình không cần gì, mình không cần phải lương bổng hết đó. Mình nhận thay cái vị trí đó luôn. Mình làm. Đúng rồi, nhập vai á, mình nhập vai vào cái việc đó. Ok chưa? Để mình làm. Mình làm trưởng leader. Bạn nào mà đi học cái chương trình Leadership Bootcamp á, thì năm nay thì không tổ chức được rồi, dịch như này sao tổ chức. Năm 2022 á, mình hy vọng là sẽ tổ chức. Thì trong chương trình Leadership Bootcamp á, thì các bạn thấy là có một bạn tại cái để tổ chức chương trình Leadership Bootcamp á, nó cần một cái đội ngũ team, một mình làm không có được, nhân sự của mình các em nó theo nó phụ rồi, thì mình phải mướn một cái team ở bên ngoài. Cái team bên ngoài nó tới mười mấy bạn lần đó, để nó mới tổ chức được cái chương trình Leadership Bootcamp. Thì cái bạn leader cái team đó là bạn Phong. Và năm 2013 là bạn tới, bạn học mình. Trước đó năm 2012 mình tổ chức Leadership Bootcamp là mình nhờ cái team khác. Nhưng mà năm 2012 á, 2013 bạn học mình, và mình thấy bạn này có cái kỹ năng làm leader team nó rất là tốt. Cái mình mới nói với bạn Phong rằng mình kiểu là năm nay á, em đi tổ chức Leadership Bootcamp với mình đi, thì em sẽ hiểu cái nguyên lý, sau này em dùng cái đó em đi tổ chức cho các cái doanh nghiệp khác là em sẽ thắng chắc luôn. Năm 2013 là bạn cùng John vô, bạn làm chung với mình, giống như cái mô hình là mình là ông boss, bạn là CEO vậy đó, để tổ chức cái chương trình Leadership Bootcamp. Là bạn phải viết ra game, rồi thiết kế game,
rồi trao đổi với mình nói là từng đó bài học như thế nào. Dĩ nhiên là năm đó bạn tổ chức á, là như thế nào ạ? Mình phải tham gia vào sâu với bạn để bạn mới quen. Bạn mới làm được cái mô đun đó. Thì sau cái đợt tổ chức của bạn gần như là bạn đứng ra bạn ra đó. Game nào mình cũng tham gia vô để bạn hiểu. Nhưng mà sang năm thứ hai là năm 2014 là bạn tổ chức lại là gần như là mình khỏe ru à. Bạn chạy từ A tới Z luôn. Rồi năm 2015, năm 2016, năm 2017 tất cả là đều bạn tổ chức cho tới bây giờ vậy. Cứ có chương trình đó là mình hú lại. Rồi gần như là bây giờ luôn cả soạn chương trình cũng không cần phải soạn nữa. Bạn chỉ hỏi là cái demo năm nay so với năm trước như thế nào, mình nói là đổi một số này là gần như là hiểu rồi, là bây giờ bạn cứ bạn chạy thôi. Và trong gần 10 năm nay á, bạn lấy cái mô đun chương trình đó, bạn đi bán cho rất là nhiều doanh nghiệp lớn, để bạn tổ chức cho các cái doanh nghiệp lớn đó. Và bây giờ bạn mở ra một cái công ty chuyên tổ chức sự kiện làm cái việc đó luôn. Từ năm 2014 là bạn mở ra một cái công ty bước đầu tiên á, là bạn làm theo đúng cái quy trình của mình đó. Bạn vẫn là đi theo nè, học theo nè, làm theo nè, rồi làm thay nè. Bước thứ 5 là ghi ra khởi nghiệp và làm chủ. Là Phong nó làm đúng y 5 bước này. Và nó chạy ngọt từ đó cho tới giờ luôn. Nó đi bán đúng cái mô đun chương trình đó cho các cái doanh nghiệp lớn luôn. Vậy các bạn có nắm ra 5 bước chưa? Nói lại nè, bước 1 là đi theo nè, bước 2 là làm học theo nè, bước 3 là làm theo nè, bước 4 là làm thay nè, và bước 5 từng bước ra khởi nghiệp và làm chủ. Thì bạn nào mà đi theo cái lộ trình như vậy á, nó chậm, nó từ từ, nhưng nó vô cùng chắc. Bạn không cần phải trả giá lớn đâu. Mình nói là thất bại là ông nội của thất bại, chứ thất bại là mẹ của thành công cái gì. Thất bại là mẹ của thành công khi gì? Khi cái thất bại đó nó đủ thanh lịch để chúng ta đứng dậy được những lần sau, ngay hôm sau liền, thì đó mới gọi là mẹ của thành công. Chứ thất bại xong nó làm cho chúng ta mất rất là nhiều thứ, không đứng lên được, thì đó là ông nội của thất bại luôn. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Chứ ở đó mà vạn sự khởi đầu nan, ok chưa nè. Nếu các bạn nhận ra được rằng mình là người đi chậm, mình không thể là người đi nhanh được, thì mình cứ từ từ, từ từ, từ từ. Mình cứ nghe các bạn mới ra mà hô hào rất là mạnh, nào là vua gì, vua khởi nghiệp, nào là vua chuối, nào là nữ hoàng, thứ gì nữ hoàng spa, tức là hô những cái tên rất là mỹ miều. Nhưng bây giờ các bạn thử đi, xem lại những người đó đi, sau 3 năm, 5 năm các bạn thấy những người đó không còn ai hết. Không mất hút đâu mất ngáo ra khởi nghiệp á, rất là cảm hứng. Các bạn cứ tìm đi, nữ hoàng này kia bây giờ các bạn thấy chết hết rồi. Sau 3 năm, 5 năm chết sạch hết rồi, mất tài sản hết. Nên là phải rất là bình tĩnh, phải nắm ra được cái bài, nắm ra được cái khung. Ai cũng muốn ra khởi nghiệp, đúng không? Mỗi con sông á, để mình đọc cái bài thơ này để cho các bạn nghe nè. Mỗi chú bé đều nằm mơ con ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa bạch đằng giang. Tức là ai cũng muốn ra khởi nghiệp, ai cũng muốn hóa mình là vua hết. Nhưng mà chúng ta phải đi đúng bài. Mỗi dế lúa đều muốn thêm nhiều hạt, gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm. Ai cũng muốn trở mình nên tốt đẹp hết, ai cũng muốn mình có hữu ích hết. Không ai có thể ngủ yên trong đời thật, buổi thủy triều vẫy gọi những vầng trăng. Ok mà, chúng ta luôn muốn khát khao chúng ta đi lên. Nhưng cái bài đi lên, vua marketing đúng rồi. Đúng không? Nghe không? Nghe nhưng mà chừng cuối cùng chết hết. Rồi, vậy thì khi ra kinh doanh á, là các bạn cứ nghe cái chiến lược gì? Chiến lược đại dương xanh, đúng không? Chiến lược đại dương xanh đi ra khởi nghiệp á, cứ tìm cho mình một cái đại dương xanh. Ok chưa nè? Nó bám theo một cái quyển sách chiến lược đại dương xanh. Cái quyển sách nó định hướng cho chúng ta tốt, là bắt đầu mọi người đi tìm đại dương xanh. Mình có một bạn, ok chưa nè, mình có một bạn, nó cũng đi theo một cái chiến lược đại dương xanh. Thì mình có một bạn nó ra, nó kinh doanh gì, nó chuyên kinh doanh chanh á.
tranh tạo động lực, các bạn biết không? Nó cũng hiểu về chiến lược đại dương xanh nên bắt đầu nó nghiên cứu và nó quyết định nó làm cái gì, làm ra cái tranh tạo động lực á. Cái mảng này cũng hay lắm đó. Tranh tạo động lực là các bạn thấy là dán lên trường nó có những cái câu tạo động lực, đời thay đổi khi ta thay đổi. Mỗi ngày một chút thôi đó, nó có những cái tranh tạo động lực á. Nó nghiên cứu và nó mới phát hiện ra rằng cái tranh đó để gì, để treo trong cái văn phòng của các cái công ty á, treo trong cái văn phòng các công ty thiết kế những cái câu, những chữ rất là đẹp để lên động lực cho nhân viên đồ á. Mà thì nó quyết định nó nghiên cứu cái mạng đó, và cái thời đó thì nó thấy là không ai làm một cách rất là chuyên nghiệp làm, và nó thấy đó là một cái đại dương xanh nên nó mới bắt đầu gì, nó tập trung nó nghiên cứu nó làm. Cách đây năm 2014-15 thì nó tập trung vào nó nghiên cứu nó làm. Thời đó nó chào hàng khá dễ, nó bán rất là dễ các bạn. Trong một năm thôi, trong một năm thôi các bạn, nó làm liên tục, mới ra khởi nghiệp nó làm liên tục trong một năm thôi thì nó có hơn 6.000 khách hàng, mà chủ yếu là các cái doanh nghiệp người ta mua. Và nó thấy là đại dương xanh nó rất là tuyệt vời, thế là nó cũng cứ tập trung nó làm. Nhưng mà khi nó làm một thời gian rồi á thì nó mới phát hiện ra đại dương xanh bây giờ không còn là đại dương xanh nữa, mà đại dương xanh biến thành đại dương đỏ rồi. Ok chưa nè? Vậy như thế nào là đại dương đỏ mà như thế nào là đại dương xanh? Và chừng cuối cùng chính nó lại là người gì mắc bẫy trong cái chiến lược đại dương xanh. Mình mới nói là khi các bạn ra khởi nghiệp, các bạn cần nghiên cứu một cái ngách đó. Ít người làm, nhưng mà không khéo ít người làm lại là không có thị trường, chứ không phải là người ta không nghiên cứu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mà chúng ta nghiên cứu được cái đại dương xanh rồi, chúng ta lao vào chúng ta làm rồi á, mà nếu chúng ta không kịp thay đổi thì nó trở thành đại dương đỏ. Vì sao? Bởi vì khi chúng ta ra làm khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng là bắt đầu thị trường nó cũng phát hiện ra, và nó như thế nào, nó bắt nhịp vào nó làm. Mà ta thì không biết, cứ ngủ quên trên chiến thắng. Một thời gian thị trường nó thành cái thứ đại dương đỏ cực kỳ cạnh tranh, mà chúng ta như thế nào chúng ta lại chưa kịp sẵn sàng để thay đổi đi tiếp. Mình cũng có một cái bạn, hồi đó bạn cũng bắt được cái trend làm mì cay á các bạn. Bạn làm được một cơ sở, hai cơ sở, ba cơ sở, 5 cơ sở, 11 cơ sở, hồi đó bạn đi rất là nhanh. Và khi mà bạn làm ra được tới 11 cơ sở thì bắt đầu bạn mới nhận ra, ở đâu người ta cũng làm ra đại dương xanh quá trời quá đất. Lúc đó bạn hoảng hồn luôn. Bạn kịp phản ứng là bạn gì? Bạn kịp sang cho người khác, thu hẹp lại còn 4 cái. Bạn lên tới cái 11 là bạn phát hiện trên thị trường, trời ơi, người ta đổ ra, người ta làm mì cay không thể tưởng tượng được. Và bạn kịp phản xạ là bạn sang còn 4 cái. Bây giờ còn có 1 cái. Tất nhiên bây giờ bạn ra bạn kinh doanh thêm cái lĩnh vực khác nữa rồi. Vậy thì cái chỗ này phải phát hiện ra một điều này. Đại dương xanh để mãi nó xanh á, là các bạn phải liên tục gì? Liên tục được update, liên tục được cập nhật, liên tục được điều chỉnh. Còn ngủ ở trên chiến thắng á, trong vòng mấy tháng thôi là nó bị đê tiêu ngay. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai á, đối với bạn làm tranh này á, thì sau đó trao đổi và bắt đầu bạn mới ra được cái bài, trao đổi với nhau. Bạn tập trung vào gì? Vào cái chất liệu nó tốt hơn. Là bạn nhập các cái chất liệu vải ở nước ngoài về mà các đối thủ nó không có. Tức là thứ nhất, tạo ra cái sự khác biệt cái chỗ đó. Và bạn tập trung vào cái phân khúc khách hàng cao cấp, cái chất liệu vải đẹp. Cái thứ hai là bắt đầu bạn biết bán ra được cái gói. Cái gói gì? Ví dụ ở văn phòng, cái gói mua tranh một năm. Trong một năm đó là khách hàng trả tiền có một lần thôi, mà cứ 3 tháng là bạn tới bạn đổi tranh một lần, không tốn đồng nào hết. Các bạn hình dung ra cái chiến lược bán hàng chưa? 3 tháng bạn tới bạn đổi tranh một lần. Wow! Khi mà bạn ra được cái gói này khách hàng rất là thích, tự nhiên doanh số tăng lên liền.
cái đau đầu nhất của người ta là gì? Mua mấy miếng tranh đó về là nó cứ nó dính ở trên tường, người ta muốn thay đổi cái văn mà treo tranh là nó muốn thay đổi đúng không? Và cái đây là cái gói mà nó làm cho bạn. Các bạn thấy chưa? Khi mà thị trường nó chuyển đỏ là nó làm cho bạn bắt đầu bạn suy nghĩ và bạn ra được cái cách. Và bạn ra được tiếp một cái gói nữa là cái gói cho các gia đình trẻ. Cũng bán 2 năm. Bên gia đình thì 6 tháng đổi một lần. Với cái phong cách thiết kế hiện tại thì các cái gia đình trẻ họ hay mua cái dạng căn hộ chung cư và họ trang trí những cái tấm tranh trong nhà, thì những cái tranh của bạn thiết kế theo cái phong cách của cái nhà đó rồi bán một gói cho 2 năm, cứ 6 tháng là tới đổi tranh một lần. Các bạn hình dung ra điều này chưa này? Và thế là cái doanh số bạn nó tăng lên. Thế là bạn lại như thế nào? Lại mở ra một cái đại dương xanh tiếp theo nữa mà đối thủ của bạn nó theo không có kịp. Hôm nay mà các bạn nào mà nghe từ đầu tới cuối cái livestream này mà các bạn tập trung các bạn nghe là bắt đầu các bạn mới phát hiện ra là nó luôn có những cái cách giả. Và khi mà cái thị trường nó quá cạnh tranh và bạn dự kiến là bỏ cuộc á, tại người ta cạnh tranh và bắt đầu người ta đạp giá. Có hình dung ra điều này chưa nè? Thì bắt đầu bạn mới ngồi, bạn mới trao đổi lại với mình. Mà nói là bạn đi đầu, mà mới với bạn bỏ một cuộc. Bây giờ phải suy nghĩ ra cái cách. Cái cách gì? Cái cách làm sao nó khác biệt. Nó hay kênh kinh khủng đúng không? Trong văn phòng luôn năng động. Thì ngu gì? Và bạn đó như thế nào? Kinh doanh tốt cho tới 3 giờ luôn. Cảm ơn cả nhà mình đã xem cái buổi livestream hôm nay. Em trải qua hết luôn thầy, đúng rồi, good. Trải qua nên là cảm được, good. Ok chưa nè? Muốn đi nhanh thì đi với người dẫn dắt, chuẩn lắm thầy ơi, đúng rồi. Khi em ra khởi nghiệp á, em giải quyết vấn đề gì?